Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con các bạn, hai bộ mẹ con. Một bộ mẹ con mẹ sinh dẫn đực 3B, một bộ mẹ con là mẹ sinh dẫn đực Rapman Mỹ. Đây, bộ mẹ sinh dẫn đực 3B nè các bạn. Bộ này thì chủ báo giá là 29.500.000 các bạn, 29.500.000. Đó. Bộ mẹ nè. Chân móng hoàn thiện nè, rúng nè, bốn vú đều nè các bạn. Không lan giá nha, mẹ quyền bò hết các bạn, sải tích đồ nghiêm chỉnh nè, dẫn được 3B ủ nút các bạn, được 3B ủ nút, được 3B cao 1m5 bò các bạn, được 3B cao 1m5 bò, giá là 29.500.000 bộ mẹ con này các bạn, 29.500.000. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng nè, được 3B chân móng đồ hoàn thiện hết. Đó, đòn dài lưng một lưng xương cối dài hở. Đó, cao 1m5 bò. Bò mẹ, mẹ bơm 3B được một kháng 8 ngày các bạn, bò mẹ bơm 3B được một kháng 8 ngày, dẫn được 3B lứa 3, bơm 3B kháng 8 ngày. Giá là 29.500.000 các bạn, 29.500.000. Ở bốn vú đều dân này các bạn không rúng nè, không lan giá nè các bạn. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng sò nè, chân trước nè. Rúng điếm đồ nghiêm chỉnh hết. Bò Hạ Đồng. Ăn uống rất dữ, rất giỏi. Đó, ăn uống rất giỏi nha các bạn. Ăn uống rất giỏi. Giá 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Được 3B các bạn không? Được 3B cao 1m5 bò rồi các bạn. Được 3B này cao 1m5 bò nè các bạn. Giá 29.500.000 bộ mẹ con này các bạn. Bà mẹ cái dàn rúng, cái thấy cái rúng dài nè các bạn không? Yếm dày nè, đòn dài nè, bốn vú đều nè. Bà mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây, bà mẹ đây. Mẹ cao 1m26 bò các bạn. Đoạn ngay giữa lưng, cái 1m26 bò, đích nè, đích cao 1m3. Dẫn được 3B là lứa 3. Được 3B cao 1m5 bò. Mẹ bơm 3B được 1 kháng 8 ngày. Giá là 29.500.000 các bạn, 29.500.000. Đó, bò mẹ cao 1m26 bò, đích thì cao 1m3. Giá là 29.500.000, bộ mẹ con này các bạn, bộ mẹ con được 3B. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Mẹ cực kỳ to con nha các bạn, cao tới 1m26 bò lần các bạn. Rúng yếm nè, bốn vú đều nè. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, bà mẹ bơ 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 được 1 kháng 8 ngày các bạn. Bơ bơ được 1 kháng 8 ngày, dẫn được 3B cao 1m5 bò. Được 3B này các bạn thấy không? Cao 1m5 bò. Xương chà bá luôn các bạn. Còn đây là bộ mẹ con đực man, mẹ xin dẫn đực ban. Đó, được man này các bạn không, tay chà bá, mặt gu, đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, được man này các bạn, xương cối. Đó, con này man Mỹ các bạn. Đó, bà mẹ nè, mẹ dẫn được man lứa đầu tiên luôn các bạn, bà mẹ dẫn được man lứa đầu tiên luôn. Đó, mẹ dẫn được man lứa đầu tiên luôn, được man nè, rúng điếm đồ. Đó, bà được man nè các bạn không, yếm dậu đồ được man nghiêm chỉnh hết, bà mẹ nè nó được man cao cỡ mét bò các bạn, được man cao cỡ mét bò, mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá, dẫn được man lứa đầu tiên luôn các bạn, dẫn được man lứa đầu tiên luôn. Đó, bà mẹ bơm man lại là 1 kháng 26 ngày các bạn. Đó, bà mẹ bơm rep man được 1 kháng 26 ngày, mẹ đúng chiên hoa đen, được man sái tích đồ nghiêm chỉnh. Đây, được man cao tầm mét bò các bạn. Bà mẹ nè, mẹ dẫn được man lứa đầu tiên luôn các bạn. Mới bẻ một đôi răng các bạn, bà mẹ mới bẻ một đôi răng nha, một đôi răng. Dẫn được man tay lớn, giá là 30 triệu các bạn, 30 triệu.
Đây bò mẹ cao nè các bạn. Đó bò mẹ nè các bạn không? Mẹ giữa lưng cao 1m28 bò các bạn. To rất cực kỳ to con nha. Đít nè. Đít thì cao 1m32 bò. Giữa lưng cao 1m28, đít cao 1m32. Đó, bơm Redman được 1 tháng 26 ngày mới bột đo răng. Đó, dẫn được man tay lớn các bạn, dẫn được man tay lớn nha. Được man cao tầm mét bò các bạn. Giá 30 triệu bộ mấy con các bạn, 30 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, comment dưới màn hình video. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết. Mẹ cao 1m28 bò đo ngay giữa lưng và đít cao 1m32 bò. Đó, bò mẹ bơm ba bê được một tháng 26 ngày mới bẻ một đôi răng, dẫn được man tay lớn. Đó, bơm ra man được một tháng 26 ngày, dẫn được man là lưới đầu tiên luôn nha các bạn, dẫn được man là lưới đầu tiên luôn. Giá 30 triệu các bạn, giá 30 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây. Và xin báo giá lại bộ mình còn được man chủ báo giá là 30 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.